Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn mẫu Mercedes S400, mẫu xe hạng sang nhà Mercedes-Benz. Đây là chiếc S400 sản xuất năm 2014 và đăng ký biển Hà Nội mọi người nhá. Phần đầu của chiếc xe mạ chrome rất là sáng bóng, đèn full LED thông minh, tự động điều chỉnh theo góc ánh lái, điều chỉnh cao thấp và độ sáng nhá mọi người nhá. Đồng thành của chiếc xe đây ạ. Đồng thành của chiếc xe này, la răng 5 chấu kép AMG nhá. Cực kỳ là thể thao nam tính luôn. Chiếc xe rất là đều, không hề có hiện tượng móp méo rồi luôn, các đường gân rất là thẳng tắp này mọi người nhỉ. Mọi người nhìn này. Đấy, xi nhan tích hợp gương nhá. Xi nhan tích hợp trên gương để các lẹp chrome sáng bóng ở trên viền kính cũng như là bên dưới nẹp chân cửa. Rất là hiện đại luôn đúng không ạ? Cùng tham quan cái khoang người lái này. Đây ạ. Gương ghế chỉnh điện, lên xuống kính một chạm, nhớ ghế ba vị trí, sấy sửa cho tất cả các ghế. Đấy. Đây. Rồi ok nào. Vô lăng tích hợp phím điều khiển hỗ trợ điều khiển giọng nói nhá. Cruise control giới hạn tốc độ nhá. Đèn auto tự động này. Đèn auto tự động, phay tay điện tử này, gạt mưa tự động này. Hai màn hình tương đối rộng hơn, một màn hình thì là điều khiển một màn hình hiển thị tốc độ vòng tua cũng như là tốc độ của xe nhá. Và các chức năng liên quan đến tốc độ. Một màn hình hiển thị thông tin media cũng như là điều khiển ghế massage. Đấy, rất nhiều thứ luôn. Đây ạ, hệ thống điều khiển điều hòa này, các phím chức năng này, đồng hồ Mercedes-Benz nằm giữa này. Bên dưới này thì là touchpad và cái lúm xoay điều khiển chọn chế độ nha. Xe có nâng hạ gầm mọi người nha. Đây ạ, nâng hạ gầm auto hold này, các chế độ chạy sport comfort này. Có hai ổ đĩa nha, một ổ đằng trước và một ổ đằng sau nha. Đó, chiếc xe này rất là đẹp này. Đây, để mình mở lốt cái cửa sổ trời này. Cửa sổ trời kép nha, panoramic nha. Đó, mở lốt cái cửa sổ trời ra. Cửa sổ trời kép panoramic, cực kỳ to bản luôn. Túi khí vòng quanh xung quanh xe luôn, 9 túi khí nhá. Xuống xem hàng ghế thứ hai là mọi người ơi. Hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai là hàng ghế của ông chủ này. Có không gian riêng tư thì phải có rèm xe lắng nhá, rèm xe lắng chỉnh điện rồi. Đấy. Tất cả keo chỉ zin luôn nhá, keo chỉ zin 100% luôn. Đây ạ, nội thất rất là đẹp. Đây, điều hòa có thể tự điều chỉnh luôn nhá, auto tự động luôn. Xe là auto tự động 4 vùng, có hai màn hình DVD cực lớn luôn. Đó. Đây, ghế đây, cái phần này có thể hạ xuống làm vừa làm bệ tì tay này, vừa làm chỗ để cốc này. Đó. Đây, điều khiển nhá, điều khiển để điều khiển massage cũng như điều khiển màn hình nhá, xem media nhá. Có tai nghe đầy đủ nhá. Học đế đồ đấy ạ. Đó, đèn viền nội thất nhá. Rồi, chiếc xe ấy rất là đẹp phải không ạ? Xe thì siêu rộng rồi, xe nhìn xe siêu dài siêu trường. 5m4 cho mẫu xe hạng S nhà Mercedes-Benz nhá. Đây ạ. Thiết kế phần đuôi nào, thiết kế phần đuôi đèn hậu full LED này, cốp cực rộng này, mở trình điện này, ống sở kép này cực kỳ thể thao nam tính và sang trọng nhá. Mercedes-Benz S400 2014 mình đang chào bán với giá là 2.200.000.000 một cái mẫu xe hạng sang. Trước đây có giá là trên 4 tỷ để lăn bánh thì bây giờ mình chỉ bán với giá 2.2 thôi nhá. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0337904888 hoặc là qua trực tiếp salon gặp Thuận nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video, chào tất cả mọi người ạ.